Ok, bây giờ cái súng cồn mình nha. Bắn đạn bi 6,35 nhé. Vừa vừa ở đạn bi bi sắt 6,35. Bơm bơm khí vào rất nhẹ. Ok, bây giờ mình sẽ đi test thử bắn chim cho anh em xem. Đấy, du lịch em ạ. Với nhà còi nó bay mất. Đúng rồi. Một con này nhé. Còn một con nữa trúng đạn bay kia rồi.